Gắm đây gắm gì đấy? Trắng hay là gắm đỏ? Không, gắm thì nó đốm đốm. Ở đây có cả hoàng liên này. Đâu? Sao lại gai để gai vô con ốc? Đâu để anh ra xem nào. Ở đâu ấy? Gai này thì giống như là ứng quất bạc, nhưng đây không phải cây ứng quất bạc, cũng có thể là cây gai cây tô mộc. Nhìn thấy lá ở đó mới biết được, lá đâu vậy? Lá trên cây. Leo hết là cây vậy? Gai này giống gai tô mộc. Nhiều khả năng là gai tô mộc. Không nhìn thấy lá khó phân biệt. Dây leo này thì nó dạng cây cây nhưng mà dạng thân leo này là ứng quất bạc. Quên là tô mộc. Cái này giống màn tang đi thôi nhỉ. Dạ là nó thì. Giống như cây ở cổng cái gì? Giống như cây ở cổng mấy đường cái gì? Tô mộc. Đây là tô mộc.